Trưa ngày 26 tháng 9, theo ông Nguyễn Văn Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hương Liên, huyện miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, từ khoảng 22 giờ ngày 25 tháng 9 đến sáng ngày 26 tháng 9, cầu tràn bắc qua sông Ngàn Sâu nối trung tâm xã Hương Liên vào bản Rào Tre bị ngập, có thời điểm lên khoảng 2 mét, gây chia cắt hoàn toàn. Đến 11 giờ 30 phút hôm nay, cầu tràn này còn ngập khoảng 1,5 mét, nhưng đang có mưa lớn, nước tiếp tục dâng lên. Một số điểm dọc bờ sông cũng bị sạt lở, cây cối bị cuốn theo dòng nước. Lực lượng chức năng đã chỉ đạo lập biển cảnh báo, rào chắn, bố trí người canh gác tại các khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện. Đồng thời, khuyến cáo người dân không đi vớt củi, đánh bắt cá ở những khu vực nguy hiểm để tránh xảy ra tai nạn. Theo thầy Phan Quốc Thanh, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Hương Khê, do ảnh hưởng mưa lớn, đã có hơn 4.000 học sinh phải nghỉ học để đảm bảo an toàn.